chuyện mất tiền ở Venezuela, bài viết của tác giả Người Buôn Gió được đăng trên trang blog cá nhân của ông. Báo Tuổi Trẻ khơi mào chuyện điều tra xử lý vụ nhà nước Việt Nam bị mất tiền đầu tư ở Venezuela. Đây là số tiền gọi là phí hoa hồng tới hàng trăm triệu đô la. Dư luận bức xúc đòi hỏi phải xử lý hết những lãnh đạo thời đó. Ngay lập tức báo Thanh Niên có bài thanh minh cho Nguyễn Phú Trọng. Báo này nói rằng ngày ấy Quốc hội không được trình. Những tay bút vệ tinh của báo Thanh Niên tiết lộ ngày ấy ông Trọng và ông Sang không đồng tình. Những tay bút này khẳng định kẻ có tội nhất là anh Ba Dũng xứ Cà Mau làm thủ tướng. Xuất hiện một văn bản do anh Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ký kết với anh Hugo về dự án. Lập tức các anh vệ tinh báo Thanh Niên vốn là quân của anh Tư Sang gào phải xử cả bộ ba Mạnh Dũng chết. Có nghĩa là gào xử đủ loại nhưng trừ anh Trọng và anh Sang ra vì hai anh này vô can. Hai anh này khóa trước làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chẳng khui ra vụ này. Đến nay bỗng nhiên vụ này khơi lại ầm ĩ, kể cũng là chuyện lạ. Nguyên nhân tại vì Venezuela sắp sụp, số tiền bôi trơn kia bỗng dưng thành mất trắng, thế mới thành chuyện. Lúc nó chưa sụp thì tiền vẫn còn đó. Anh Tổng thống kế nhiệm Maduro chưa hề thoái thác trách nhiệm với Việt Nam. Anh Maduro nói nếu dự án này Việt Nam hỏng thì chuyển sang chỗ khác. Tình đồng chí với nhau, chả nỡ để cho nhau thiệt. Vì thế nên dự án lỗ, nhưng thời trước anh Trọng, anh Sang và các anh khác thấy Maduro vẫn bắt tay nồng nhiệt. Bộ Chính trị trước đây đã xem xét dự án và đồng ý theo số đông. Có hai anh Sang và Trọng cứ cho là không đồng ý lúc ấy. Giờ hai anh này đang phá nguyên tắc tập trung dân chủ của Bộ Chính trị để đòi xử các anh khác chăng? Chưa chắc đã phải anh Trọng. Chuyện này khơi ra nếu các anh Mạnh, anh Chiết, anh Dũng mà bị xử, dù anh Trọng nói là vô can. Nhưng không thể nào mà ba anh kia không chìa ra những chứng cứ rằng anh Trọng có liên quan. Vậy là anh Trọng kiểu gì cũng bị mất uy tín. Cái này có khi liên quan đến vụ anh Trọng trong hội nghị Trung ương 9 có nhiều lá thư từ các nơi gửi về, tin tưởng và đề nghị anh Trọng tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo tiếp nhiệm kỳ 13. Và đương nhiên anh Trọng rất muốn làm tiếp. Khi anh làm tiếp cả hai chức như thế thì anh Nguyễn Xuân Phúc và đồng đảng khó làm ăn. Vì thế anh Phúc bèn cho quân xới tung lại vụ việc đầu tư này nhân dịp Venezuela sắp tan rã. Số tiền đầu tư kia đã thành mất trắng. Trước đây anh Phúc đã thăm dò, tung ra vụ thanh tra Sipucha để vạch mặt cho dân chúng thấy anh Trọng ăn tiền cũng khủng khiếp, để nhằm cản trở sự ở lại của anh Trọng. Nhưng đòn này anh Trọng chống tốt, vì các anh nguyên cựu khác họ không quan tâm đến việc mà họ không dây vào. Anh Phúc thua kêu này, lại bày kêu khác. Anh thấy các nguyên cựu không ủng hộ vụ anh lật Sipucha, thì giờ anh lôi vụ Venezuela này ra. Chết cả chùm chưa? Anh còn cho quân thanh minh rằng anh Trọng không có tội. Vậy thì ba anh cựu nguyên kia có tội, đòn này mới thâm. Các anh kia thấy động đến mình, liệu có ngồi im chờ anh Phúc xô quân đến chói trước sự im lặng yên thân của anh Trọng hay không? Hay họ tức mình lôi anh Trọng vào chịu tội cùng? Nếu họ làm vậy, anh Phúc cũng chỉ mong thế, anh Phúc sẽ đứng ra bảo vệ anh Trọng. Anh Trọng khi đã nhờ đến anh Phúc bảo vệ, liệu còn uy tín gì? Khí thế gì mà cưỡng lại ý muốn của anh Phúc rằng anh Trọng nên về nghỉ hưu? Trong danh vọng lừng lẫy mà đám bồi bút của anh Phúc tâng bốc. Vụ này mà lôi được ba anh Mạnh, Chiết, Dũng ra kỷ luật và khởi tố mới là điểm thú vị nhất trong khóa 12. Nó sẽ ảnh hưởng lớn đến nhân sự khóa 13, có thay đổi đột biến về lãnh đạo cao cấp. Bố trí nhân sự cho tứ trụ triều đình cơ bản là xong. Ngày 29 tháng 3 năm 2019, tại văn phòng trụ sở Trung ương Đảng 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, trong cuộc họp này, Nguyễn Phú Trọng mời các lãnh đạo đảng và nhà nước đã nghỉ hưu, có thể kể đến những tên tuổi đã từng là tứ trụ triều đình, đã nghỉ hưu như Lê Khả Phiêu, Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Chiết, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Văn An. Câu hỏi đặt ra là cuộc họp những gương mặt cộm cán của Trung ương Đảng và nhà nước này để làm gì? Có lẽ cần phải nói cho mọi người được rõ. Việc bố trí nhân sự cho tứ trụ triều đình khóa sau trong Đảng Cộng sản Việt Nam đều phải thông qua ý kiến của những cựu lãnh đạo trong tứ trụ triều đình khóa trước. Đây là quy tắc của Đảng Cộng sản từ khi mới giành chính quyền cho đến ngày hôm nay. Ý kiến của những vị cựu lãnh đạo này quan trọng đến nỗi, cách đây khoảng hơn một thập kỷ, người ta vẫn duy trì chức danh cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng để những vị cựu lãnh đạo trong tứ trụ tham gia chính sự. Và đặc biệt, ý kiến của họ trong việc chọn nhân sự cho Đại hội Đảng là vô cùng quan trọng. Chính Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng đã được các vị đó chọn mà cho dù họ bất tài, mà cho dù họ có bất tài đến đâu cũng không ai có thể hạ bệ được. Như vậy trong cuộc họp mặt các vị lãnh đạo này nhằm làm gì chắc mọi người cũng đã hình dung ra rồi.
Đó chính là lựa chọn nhân sự cho tứ trụ triều đình vào đại hội 13 năm 2021 tới đây. Đó là nguyên do mà tất cả các nhân vật cựu lãnh đạo trong tứ trụ và các nhân vật sẽ được cơ cấu phải có mặt đầy đủ. Trong nhóm những người đương chức có ai là điều mà mọi người cần quan tâm. Xin nói rõ, trong các lãnh đạo đương chức này có Nguyễn Phú Trọng là kẻ chủ trì, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ. Theo một nguồn tin nội bộ từ cung đình Cộng sản cho biết, trong cuộc họp này quyết định hai điều quan trọng. Thứ nhất là chọn người mới vào tứ trụ. Thứ nhì là hỏi ý kiến các bộ lão về trường hợp xử lý Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh. Và kết quả đã đi đến nhất trí, Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ hưu vào đại hội 13, Nguyễn Xuân Phúc sẽ làm tổng bí thư, Phạm Bình Minh là chủ tịch nước và Vương Đình Huệ sẽ làm thủ tướng. Trong cuộc họp này, cuộc ngã giá về số phận của những ông trùm tham nhũng cũng đã xong. Nguyễn Tấn Dũng hạ cánh an toàn và cả Nông Đức Mạnh cũng sẽ hạ cánh an toàn. Như vậy, trong đại hội này, Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong việc cơ cấu lãnh đạo, nhưng việc xử lý Nguyễn Tấn Dũng đã không như ý. Công trình nhóm lò trong 3 năm, đốt số củi tươi, củi khô nhưng không chạm được tới kẻ thù lớn nhất đời ông Nguyễn Tấn Dũng. Công trình nhóm lò trong 3 năm, đốt vô số củi tươi, củi khô nhưng không thể chạm tới được kẻ thù lớn nhất cuộc đời là Nguyễn Tấn Dũng. Trong cuộc họp này, Nông Đức Mạnh cũng thở phào nhẹ nhõm vì hiện nay ông ta đang bị vướng đến quyết định PVN đầu tư sang Venezuela, làm nhà nước mất 584 triệu đô la, làm báo chí bêu riếu mấy ngày qua. Ngay sau khi cuộc ngã giá kết thúc, Nguyễn Phú Trọng đến bắt tay chúc mừng Nông Đức Mạnh. Vì khui PVN để đánh Dũng nhưng vô tình lại vướng đến Mạnh. Nông Đức Mạnh là ân nhân của Nguyễn Phú Trọng, khi mà sắp rời ghế, ông này đã giới thiệu Nguyễn Phú Trọng vào ghế tổng bí thư. Duy có một việc làm cho Nguyễn Phú Trọng không hài lòng, đó là Nguyễn Tấn Dũng đã được các bố lão bảo vệ và cuối cùng là hạ cánh an toàn. Thảo nào mà Nguyễn Phú Trọng dựng lò đốt củi suốt 3 năm ròng rã mà không thể gãi ngứa được Nguyễn Tấn Dũng. Thì ra thế lực bảo vệ Nguyễn Tấn Dũng còn quá mạnh. Nói về chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng thì xem như ông ta đã thất bại. Vừa tức vừa hận, Nguyễn Phú Trọng đến bắt tay Nông Đức Mạnh nhưng chẳng thèm bắt tay Nguyễn Tấn Dũng. Nói cho cùng, cuộc chiến Trọng Dũng thì xem như Trọng đã thua cuộc, 1-0 nghiêng về phía Dũng. Tại hội nghị cán bộ lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tại trụ sở Trung ương Đảng sáng 29 tháng 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng các lãnh đạo cấp cao về hưu là chỗ dựa hết sức vững chắc cho Đảng. Nhận xét về câu nói trên của ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản, nhận xét rằng ông Trọng quên cái luận điểm lấy dân làm gốc. Ông Trọng đã không thuộc bài. Ngay cả cái chủ nghĩa Mác Lênin mà ông xá tụng thì nó cũng đặt vấn đề là quần chúng nhân dân mới là cái gốc, cái rễ, mới là cái chỗ dựa vững chắc của tất cả mọi chính quyền. Xưa nay đã nói như thế. Và cái đạo lý của dân tộc Việt cũng nói như vậy. Đấy. Cho nên là ông quên cái đại hội 6. Nó phải quay trở lại cái luận điểm là phải lấy dân làm gốc. Còn cách nói của ông thì nó là rất phong kiến. Là vua quan thì dựa vào vua quan. Thì là lấy là chuyện rất xưa rồi, mất cụ rích bây giờ. Cho nên là hiện nay ông nói định cái đám cầm quyền chống bu, nhưng mà ông không thấy rằng là chúng nó là một bầy rất thảm hại, văng dốt vụ giác, tham lam, tàn bạo, làm sao mà là chỗ dựa được. Tại buổi hội nghị, ngoài sự tham gia của Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Phú Trọng là chủ trì, thì còn có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu, như các ông nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng. Ông Đinh Đức Long, người có học vị tiến sĩ, bác sĩ, cũng là một cựu chiến binh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam cho rằng, câu nói của ông Trọng là câu thường dùng của các cán bộ lãnh đạo khi gặp các cán bộ về hưu. Thì đấy là một cái câu động viên, vì xưa nay không những mà lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu mà cựu chiến binh, những người mà đã từng tham gia công tác và về hưu rồi, phần lớn họ vẫn là đảng viên. Thì đấy là cái lực lượng gọi là chỗ dựa tin cậy của Đảng. Xưa nay họ vẫn là lấy những người ấy ra để làm gương, và hay là họ cũng dùng những người đấy để có thể là
tạo chỗ dựa chính trị cho người ta, vì phần lớn là những người là dựng những người đương nhiệm lên, hai bên cũng là gọi là định nhau tí, vì những ông về hưu rồi thường là những người đặt những ông đương nhiệm lên kế thừa nhau, nói thẳng là như là con cháu cha. Thế cái câu là câu thường dùng của cán bộ lãnh đạo khi mà gặp các cán bộ về hưu, vừa là tuyên dương công trạng vừa là kể tôn vinh. Theo nhận xét của giới quan sát thì điều ông Nguyễn Phú Trọng nói chỉ đúng một phần, bởi những lãnh đạo cao cấp về hưu mà phản biện hay phản kháng là họ lập tức bị khai trừ ra khỏi đảng. Tiếng nói của họ không được tôn trọng dù họ đưa ra những ý kiến có lợi cho dân, cho nước. Ông Đinh Đức Long nêu ý kiến rằng, những người về hưu nhưng vẫn chấp hành nghị quyết của đảng, vẫn ca ngợi đường lối chủ trương thì hai bên hợp nhau. Còn những người về hưu như tướng Trần Độ chẳng hạn, ông phản biện, đại tướng Võ Nguyên Giáp chẳng hạn, ông ba cái bức thư phản biện về Bô Xít Tây Nguyên, thì họ lại khó chịu, thậm chí họ không thèm trả lời, và người ta vô hiệu hóa trên thực tế. Đấy là những cái là họ nói như vậy, nhưng mà trên thực tế họ phân loại đối tượng. Ví dụ như các cuộc tiếp xúc cử tri ý, thì họ hay gặp cán bộ đương nhiệm từ tổng bí thư, các vị lãnh đạo hay gặp các người về hưu, thì đa số là được bố trí. Trung tướng Trần Độ là nhà quân sự và chính trị gia, do bất đồng chính kiến với một số lãnh đạo cao cấp khác của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông bị khai trừ khỏi đảng ngày 4 tháng 1 năm 1999 khi đã 58 năm tuổi đảng. Trong lá thư phản kháng đề ngày 22 tháng 7 năm 1999, được ông gửi cho các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước, có đoạn viết: "Tôi là đảng viên bị khai trừ, tôi bị khai trừ là phải. Nếu không khai trừ tôi, có lúc tôi phải xin ra khỏi cái đảng này. Tôi không thể chấp nhận và thừa nhận cái đường lối nhiều mâu thuẫn nửa vời, lằng nhằng, nặng chất giáo điều, bảo thủ, khó cho đất nước phát triển. Đó là một phương thức độc tôn, toàn trị, chuyên chế, phản dân chủ." Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng, muốn là chỗ dựa vững chắc cho đảng thì ít nhất đội ngũ cán bộ cao cấp phải trở thành rường cột. Với cái cách hiện nay của ông Trọng, thì cá nhân ông không tin được sự trong sạch, sáng suốt, tài trí và thao lược của họ. Ông cho rằng đảng Cộng sản muốn có vị thế trong lòng dân tộc hiện nay thì phải làm lại, phải xóa ván cờ cũ, bày ván cờ mới tử tế hơn, nhân văn hơn, tiến bộ hơn. Đấy là vấn đề rất lớn. Ông nói thêm về phát biểu của ông Trọng rằng, lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu là chỗ dựa cho đảng. Thật ra là gần đây tôi không quan tâm lắm những cái phát biểu của cái đám lãnh đạo đâu. Thì nó nói linh tinh là chính, nói chẳng đâu vào đâu cả. Thì đấy là vấn đề. Thì hiện nay như cá nhân tôi đánh giá là từ trọng cho đến phúc, cho đến ngân, cho đến tất cả đi, không ai nào thao được cả. Đặc biệt là những tướng lĩnh ở địa phương và người cầm quyền ở địa phương và các cái ngành thì tôi thấy không có cái mặt nào là đáng mặt là người thao lược cả. Yeah. Nhưng mà muốn có người thao lược, muốn làm cái chỗ dựa cho đất nước thì cái đội ngũ ấy cũng là một cái đội ngũ hết sức quan trọng. Những năm gần đây, nhiều trường hợp các nhân sĩ trí thức bỏ đảng hoặc bị khai trừ sau khi họ đã tuyên bố bỏ đảng, như trường hợp giáo sư Chu Hảo, nguyên giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản Tri Thức, cựu thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Tiến sĩ Đinh Đức Long nhận định rằng, ông Trọng nói thế nhưng thực tế có đúng hay không thì còn tùy trường hợp. Những người về hưu nhưng vẫn chấp hành nghị quyết của đảng, những người này là chủ dựa cho đảng, còn ngược lại thì không còn trong hàng ngũ của đảng nữa và tất nhiên không phải là chủ dựa cho đảng.